ký Trương Hoàng. Ánh mắt yêu thương ta trao phút say ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ bên anh, ôm anh những khi anh buồn, em sẽ ru anh cho anh yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn em luôn giữ anh trong lòng, dành trọn con tim nguyên trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tàn, anh nhớ anh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu nga trọn đời yêu không oán thản, chỉ cần mãi vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dừng hờn xin mai bỏ qua, em mong hãy nhớ anh yêu thật lòng và anh không giang dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà em ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Dạ cảm ơn chị Mai nha. Đọc bình luận xong là không hát nổi luôn á. Số hotline bên Duy Trinh là bao nhiêu hả? Dạ 08 túi 8 túi 1 là số, xíu nữa điện thoại cho mình liền ở Trương Hoàng. Đọc bình luận mà cười xỉu. Thế chị Khánh tóc lẹp đẹp mà lạ hả? Trời ơi, đọc mà lạ thì có Yến Yumi nè. Trời ơi, em thấy nó để mắc cười quá, em để luôn đó anh Thông ơi. Bình thường á là cột hai chùm này thôi, mấy cái tóc này cột cao lên, nhưng mà hôm nay thấy nó hơi lạ. Tuất Thu cưng quá hả? Tiên Nguyễn ánh mắt yêu thương ta trao phút say ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ bên anh, yêu anh những khi anh buồn, em sẽ ru anh cho anh yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn em luôn giữ khanh trong lòng, dành trọn con tim nguyên trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tàn, anh nhớ ánh sáng soi cho đường tình em không sai lỗi. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán thản, chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần dần xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh nhớ anh sẽ xoay cho đường tình em không sai lỗi. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than, chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần dần xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà em ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Hóa Nguyễn, Khánh Phạm ở nhà chơi với Yến hả? Hành Trang Linh về quê của các chị sao rồi? Nghĩ làm công ty có kháng Cà Mau của biển là bao ship em vàng cua ăn lễ chị ơi. Ship em vàng cua ăn lễ một mình đi. Người ta ăn lễ nhiều mình, em ăn lễ một mình. Thôi em ăn lễ online với anh chị nè. Cảm ơn chị Thanh Mai. Chốt đơn sống nắng liền nha các anh chị. Ai để số bây giờ là chốt đơn liền, là mình qua lễ là mình vừa nhận hàng kịp luôn. Còn anh chị mà để anh chị mà chần chờ để miết á, là có khi là qua hết tháng này là chương trình nhà em là không còn nữa nha mọi người, không còn trợ giá cho các anh chị nữa đâu. Cho nên là anh chị nào mình chưa mua thì tranh thủ nha. Đây và ngày hôm nay và ngày mai đó, 2 buổi live để cho các anh chị mình tranh thủ đặt nhận kem chống nắng với một cái giá còn có 280 thôi, giá gốc là 350, mua 2 tiếp còn. Hoa Lan chính xác luôn, vậy là bên em điện rồi, bên em điện rồi đúng không? Ô chà, vậy là phải gọi là rất là nhanh á, để em kiếm tích rebit nha. Phương Thảo thà yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương, mặc cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhạt cũng phai, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc, ngày nhắm mắt cho đêm vì tiền, đêm mưa về đổ nắng mãi hiền. Hỏi lòng người liệu có bình yên. Nhanh nè. Sao cũng được, thôi sao cũng được. Chị Liêm sao cũng được, chị Hiền sao cũng được. chiếc tình đầu ban giờ như phép nhiệm màu, cho đến khi anh gặp người sau. Nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng, cho đến khi anh gặp người khác. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường, bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương. Những thề nguyện trăm năm cứ hóa muôn phiền, buông bỏ đi cho lòng bình yên. Buông bỏ đi cho lòng bình yên. Có mọc tóc không? Có luôn chị ơi, chị Hoa Lan có mọc tóc 680 ngàn một chai ạ. 680 ngàn chị Lan ơi. Thà yêu lấy một lần 10 người để đem về thì thầm nhớ thương, mà cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhặt cũng phai, chẳng ai ngồi cùng mai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cao sẽ mọc. Ngay nhắm mắt cho đêm tùy tiện, đêm mưa về đồ nắng bãi hiên, hỏi lòng người liệu có bình yên. Để tóc xinh quá hả? Nhìn giống Na Cha dưới trời. Thà yêu lấy 10 người một lần, thà yêu lấy một lần 10 người. Chị Hà vào kìa hả? Vào không bình luận thì biết đường đâu mà chào. Đúng không chị Thu Hà? Vô phải bình luận nha. Chị Phương hả? Chị Phương trai, chị Phương yêu 10 người á. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường, bao đêm nhắc tên khiến ta tổn thương. Những thề nguyện trong năm cứ hóa muôn phiền, buông bỏ đi cho lòng bình yên. Hãy yêu lấy một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương, mà cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhặt cũng phai, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc. Ngay nhắm mắt cho đêm tùy tiện, đêm mưa về đồ nắng mãi hiền, hỏi lòng người yêu có bình yên. Thà yêu lấy 10 người một lần để đêm về lần lượt nhớ thương, mà cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhặt cũng phai, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không? Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc. Ngay nhắm mắt cho đêm tùy tiện, đêm mưa về đồ nắng mãi hiền, hỏi lòng người liệu có bình yên. Yêu lần 10 người không biết có bình yên nổi không không nha. Kevin Phan. Hey. Quay 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 qua. Chị Phương kêu thôi cho chị xin. Thôi cho chị xin. Đó các anh chị ơi, nhanh tay để số thì nó sẽ nhanh hơn cho cái việc mình nhắn tin nha. Tại vì bây giờ nhắn tin, tin nhắn nó trôi rất là nhiều các anh chị. Thật sự tin nhắn về em giờ nhiều quá trời. Nó dễ bị trôi lắm, nó dễ bị mất tin nhắn các anh chị lắm. Đó là các anh chị sẽ không có hàng đâu. Cho nên cái việc mà muốn nhanh á, thì các anh chị mình cứ để số cho em nha. Để số xíu nữa bên em sẽ có người chuyên viên gọi điện tư vấn cũng như là chốt đơn giữ hàng cho các anh chị. Nay Quế đang nhậu say sưa hả? Dạ hôm nay các anh chị nhậu nhẹt nhiều lắm. Thật sự ngày hôm nay và ngày mai. Đó là hai ngày. Ngày hôm nay và ngày mai là các anh chị sẽ gọi là vui đó, vui say, gọi là vui say đấy. Nhưng mà các anh chị vui say vừa phải thôi nha, đừng có vui nhiều quá đó, đừng có nhậu nhẹt nhiều quá, nó không tốt đâu. Mình chén chú chén anh là mệt lắm. Chén chú chén anh đời em đó. Anh chị mình ơi, mua hàng nhanh tay đầy số điện thoại bên dưới cho Yến nha. Ai chưa có chống nắng đâu, ai chưa có chống nắng thì nhanh tay mua chống nắng nha. Hiện tại đang được trợ giá đó, sắp tháng 4 chúng ta sắp hết rồi.